Còn đứa nữa, ê, ê, đứng yên mày, đứng yên tao coi tới nha. Má gì mặc xem tiếp màu gì vậy bạn? Để chui chui lùi à. Má dơ quá, đi rửa giùm, đi rửa giùm đi. Má như như cái hũ nước mắm thì ghê quá. Rồi hello tất cả anh em, bây đây Sudai và hôm nay đã là ngày thứ 18. Hôm nay mà một trời ngày nắng đẹp anh em. Thì coi như là vừa rồi tôi đã thủ trăng máu vào ngày thứ 14. Và tôi đã chơi off anh em tới ngày thứ 18 để mà tôi coi như là lên level cái tier nhiệm vụ của thằng boss này. Đây tôi đã nhận một cái nhiệm vụ anh em và tier 3 luôn. Thì tôi mục đích của tôi là để coi như là thằng này là anh em, sau khi mà hoàn thành lên level cao thì nó sẽ có phần trăm cho tôi những cái món đồ về phương tiện di chuyển anh em. Bởi vì thằng Tractor Bob này nó chuyên bán về những cái động cơ máy móc quá anh em. Đấy anh em xem cái gara của nhà nó là biết rồi. Đấy, và dĩ nhiên nó không phụ lòng tôi anh em. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lên tier 4, nó đã cho tôi luôn một cái hai cái bộ phận rất là khó xây của chiếc motorcycle anh em. Thì đây để tôi xem. Thì thật sự thì cái hai cái này tôi chưa có xây được đâu anh em. Với cái level của tôi cần học thêm sách anh em, hay không nó vẫn còn khóa nè. Nhưng may mắn là đây anh em, cái tôi đã có hai cái bộ phận mà bị khóa rồi. Cho nên việc bây giờ tôi chỉ cần đem về cái workbench và kiếm nguyên liệu là có được một chiếc siêu xe cho anh em, không còn đi chiếc Charlie cũ nữa. Đấy, ngoài ra thì cũng được rất nhiều tiền anh em, và thêm được cả cái súng bắn đinh này nè anh em. Đấy, tập trước là tôi còn nói là đi cứ đi đập đập sửa nhà mệt phờ râu, bây giờ thì đã có một cái súng bắn đinh rồi nha. Đây tôi cũng vừa mới nhận cái nhiệm vụ 200 mấy chục mét nè anh em. Đây là một cái nhiệm vụ coi như là clear tiêu diệt quái và đi lấy đồ. Thì ok, tập này tôi sẽ xem, nếu như được thì mình có thể lên level 4 xem nó như thế nào nha anh em. À không, đây là nhiệm vụ tier 4 rồi chứ. Đúng rồi, quên, tier 4 nha anh em. Để tôi xem nó mạnh cỡ nào. Rồi mình lên đường luôn nha. Ồ, ở đây hóa ra là một cái shotgun Messia nè anh em. Shotgun Messia chứ. Ở đây hình như là một cái trường bắn. À tôi nhớ rồi anh em, cái trường bắn này nó khá là ghê gớm. 4 sao đỏ luôn cờ anh em. Chết bà. Khi mà mình lên tier càng cao á anh em, thì những cái nhiệm vụ nó sẽ đưa mình phải đi làm ở những cái chỗ mấy cái kiến trúc rất là to nè anh em. Coi như là phần trăm mình gặp những cái con quái dị sẽ rất là cao. Đâu rồi? Mới vô đã có một thằng đi lang thang. Rồi từ từ yeah. Chơi nó đi anh em. Mày hả mày? Đâu nữa ta? Rồi để xem. Wow, cái chỗ này thì hồi đó tôi có đi rồi anh em, nhưng mà tôi quên cái cấu trúc của nó rồi, sẽ hơi khó khăn đây. Nói vậy thì mình nhảy vô đi lên thôi anh em. Cần gì tôi cũng sẽ đi từ bên kia qua. Ok, cứ từ từ nha. Nào thêm nữa. Ủa quên, mình phải đi nhận cái nhiệm vụ chứ. Cái chỗ này rất rộng anh em, cho nên là tôi sẽ nhận nhiệm vụ để là cho xong luôn đây. Ê, có cáo ba con sói hả mày? Quên nữa, để đi nhận vụ rồi, nhận nhiệm vụ luôn em. Đây tier 4 nha. Vèo, đây cửa này mở được thì mình đi vô đi, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ khừ khạc khạc này. Tôi đã chuẩn bị hết rồi anh em, ra là bắn thôi. Yên tĩnh một cách lạ thường, thấy chưa, mới nói anh em. Có một con xanh lét kìa. Gãy giò mày nè con chó, gãy giò mày nè. Giỡn cái mặt. Mấy con này anh em nó bị phóng xạ cho nên là nó sẽ có phần trăm hồi máu nha anh em. Cho nên mình đấm nó lâu chết là vậy đấy. Im. Mày này, mày hù tao hả mày? Mày biết hù lắm, hay lắm. Ở đây có đạn nè anh em. Well, ô sách. Sách chế handgun, sách hay lắm. Sách cầm cái cây chùy đấm nè anh em, quá đã. Ủa gì vậy? Mới nó quay cây chùy đấm mày đâu ra vậy? Mày ở cái mặt hả? Ủa mấy này tôi đấm một phát chết kìa anh em. Tôi chơi mức nomad đấy mà sao mạnh vậy? Để tôi xem, hình như tôi thủ trắng máu, tôi lên level cao, đúng rồi. Tôi có học 3/5 đây, cái skill đấm bằng chùy này đã lên tới 7/10 rồi nè anh em. Hèn chi mạnh phải nồi. Rồi xem tiếp xem. Gì vậy? À đây này. Ô tôi vô ngay cái chỗ lấy đồ luôn rồi nè anh em. Ngon. Nhưng mà chưa xong, bởi vì tôi phải đi tiêu diệt hết tụi nó anh em. Tôi nghĩ là mình đi qua ngoài đi. Đây tôi nhớ là chỗ này nó sẽ ùa ra. Cẩn thận nha anh em. Tôi nghĩ là để tôi làm một cái chỗ để có gì mình chạy cho lẹ trước cái đã anh em. Đây có gì mình nhảy lên liền nha anh em. Đây là 4 ô luôn, 4 chỗ tứ bề. Wow, rồi xem, tôi nhớ là nó nằm đâu đây thôi anh em à. Đây phía này như có một đám, thấy chưa? Ấy có một thằng mắt vàng rồi kìa. Mày ý vậy?
mày đây à? Không, mấy thằng thường thôi anh em. Đâu còn ở đâu nữa? Well, hình như là đi buổi sáng cho nên là nó cũng đỡ hơn anh em, chứ lúc trước tôi đi vào đây lúc buổi tối cho nên là của nó khá là căng. Đây hình như qua đây nè anh em, hình như mở cái cửa này ra này, đâu để xem khóa mẹ nó rồi. Nó cố tình khóa đó anh em. Đây đây anh em chờ xem, nó cố tình đây, mình mà nhảy vô một cái là từ nha. Có gì là tạo chỗ liền. Rồi. Vô lơ. Ủa? Có thế nào không? Ồ, sao mà im re vậy anh em? Đây này. Bắn luôn. Mày. É. Cái gì vậy? Ui giời. Má thằng này sao cháu vậy? Nó không chết nó hả? Ôi ơi, mà kệ anh em. Quá trời kệ bắt đầu rồi. Tụi nó ra kệ thấy chưa? Tụi nó không đi được anh em. Này thì bé. Bé yêu không nào. Từ từ nha. Ê, mày sao? Đúng là tụi đi làm buổi sáng thì nó khỏe hơn anh em. Má có một thằng phóng xạ kìa anh em. Mày á mày. Bà cha mày luôn. Ôi chết cha. Bắn đi anh em ơi. Hết mana rồi. Chơi mày luôn. Đây cái chỗ này đồ rất ngon cho bởi vậy nó rất là coi như là dữ dội anh em. Ui mày sao vậy? Ui cô bé nó chết cha rồi, tôi bị sợ quá chạy linh tinh luôn rồi anh em ơi. Má càng bắn nó ra càng nhiều. Ui thôi chết. Chạy về ăn đồ đi chung ơi. Cô bé nó cứu tôi với. Má cái con xanh đó, nó sao nó trâu quá vậy anh em. Cút đi vô các chơi. Mày đi vô các chơi cuối cùng cũng chết. Mày á mày. Mà mày sao đó? Má nó sao cái con này. Con này trâu thật luôn em. Mày giỡn mặt hả mày? Bắn thấy bà nội mày luôn. Wow. Đây vẫn còn cả anh em. 1, 2, 3, 4. Ô sao nhiều chấm đỏ thế. Phải clear cho hết mới được. Kìa thêm một thằng phóng xạ ra kìa. Ê. Phóng xạ thì thôi bắn cho hai đứa luôn em ơi. Thôi bắn cho lẹ đi. Má. Để đấm nó mệt quá. Mày sao? Chưa chết nè, bồi thêm một phát nữa. Wow. Hay lắm, có đạn. Ô, thêm một cái mod này nè anh em, lấy luôn. Cẩn thận chạy ra ngoài đi, đứng trong đây, tối mày dí vô được là mẹ thấy mẹ. Ăn cứt. Để rồi. Zombie quân đội. Ô, sao thằng nó bò ghê vậy? Ôi, mày bò tao coi. Này thì. Ôi. Phóng xạ là phải bắn. Có mẹ à, cứu tôi với. Mày hả mày? Chưa chết hả mày? Lặt lẹo này. Ui. Có mẹ nó. Đông vậy. Nằm xuống cho anh hết. Một hai còn mỗi một thằng nữa thôi anh em. Ok tôi nghĩ là. À nó nằm ở phía này hả? À, hình như nó vẫn đang đấm đồ anh em. Để tôi làm một miếng máu cái. Đúng rồi, nó đang đấm đồ ở đâu ấy. Hình như nó trên lầu. Ý. Má cái hồ. Ủa sao vậy? À đúng rồi, return to trader rồi anh em. Ok vậy là xong rồi đó anh em. Wow, cái này giống như có một cái sa trường á anh em. Nó làm giả để mà bắn tập bắn này. Ok đã xong. Nếu vậy thì lúc đi anh em, ở đây nó có một cái thùng quân đội rất là ngon này. Ôi vẫn còn à. Tôi hy vọng kiếm được shotgun anh em ơi. Nào mẹ sao toàn ba cái gì thế. Không hiểu nữa mà chết phát. Tôi tăng điểm shotgun cũng nhiều lắm mà ta. Cũng 3 điểm luôn rồi đó anh em. Mà sao vẫn không kiếm được cây shotgun nào hết. Shotgun mod cũng được. Wow, có một cây machete kìa. Bữa sau có gì lấy machete đi đánh lộn thử xem anh em. Coi như đổi cách đổi vũ khí thử xem cho nó mới lạ nha. Ok và hơi chết bà rồi. Tôi đi tôi lại để quên mất mấy cái lốc bích ở nhà rồi. Thế thì hơi chịu khó đập anh em. Ok nha. Ô, nhưng mà tôi bị nó đấm dữ quá. Tôi bị thiếu vitamin nè anh em. Đây ăn ít nha đam lô hội đường cát nước dừa vô. Rồi thêm một cái ban killer nữa là xong. Ok.
Rồi tiếp tục đập. Đây rồi, để xem. Ô, vẫn không, nó vẫn đây có tiền anh em, có tiền cũng được, có đạn, cái áo này thì cái quần này thì dởm quá. Military, ủa. À, cái này là gì đây? Cái mod chặt cây không cần. Ô, vậy là cái nón, nó cái quần tôi đang mặc là quần gì vậy anh em? À, cái quần dởm này hèn chi. Nói vậy thì ok, mặc cái này vô đi. Rồi, ngon lành, coi như tôi có nguyên một bộ full bộ military rồi nha anh em, full bộ quân đội luôn. Và hình như là chỗ này chỉ có vậy thôi anh em. Ok, mình đi về thôi. Rồi, để tôi trả nhiệm vụ nha. Ô, nó cho cái gì đây? Level 4 nó đã cho cây crafting skill, vitamin. Tôi nghĩ là cái này là mod gì anh em? Cái này là mod tiếng ồn, chắc cũng không cần đâu. Level action rifle hả? Nó cho tôi một cây súng trường anh em. Đây này, súng trường level action rifle. Nhưng mà cây này thì tôi đâu có xài đâu. Để tôi bắn xem. Cây này hình như bắn từng viên nha. Đúng rồi anh em, cây này bắn thì cũng không mạnh lắm đâu. Đâu để tôi xem đam xem. Đam thì 90. Ok, cũng không cần đâu anh em. Tôi nghĩ tôi sẽ bán nó thôi. Đâu, và để tôi xem lên tier 4 nó có mua được gì anh em. Đây, đổi tiền ra luôn. Bán cây này được 1291, bán luôn. Ok. Foxtein này thì bây giờ tôi đi làm gas can này cũng được nè anh em. Tôi thử mua thêm một ít xem. Mua hết má mắc vậy. 6.000 á. Ô, tôi đang có 60 mấy ngàn mà, cũng được. Quất luôn, giàu rồi anh em. Chịu khó đi làm nhiệm vụ là giàu thôi. Còn gì đáng để mua nữa không? Ok, nói chung thì cũng không có gì mới anh em đâu. Để tôi nhận tiếp nhiệm vụ xem. Kiếm cái nhiệm vụ nào gần gần coi anh em. Restore power nè. Thì đêm tới mới làm được, bây giờ đã là mấy giờ? Mới có 11 giờ. Nếu vậy tôi sẽ lấy cái nhiệm vụ gần đây nhất đi anh em. Fetch clear nè, cũng chôm đồ xong rồi tiêu diệt tụi nó. Ok. Đâu, và để xem nó đưa mình đi đâu. 830 mấy mét đó hả? Rồi lên đường anh em. Ô, nhưng mà khoan cái, 830 mấy mét tôi sẽ đi trở về nhà cái đã anh em. Tôi sẽ đi về nhà, tôi chế chiếc siêu xe mô tô liền luôn đi. Ok, rồi mới đi qua đó. Nhà tôi thì ở phía bên này. Ok, đây anh em, cái chỗ này tôi làm cầu thang để tôi có thể đi lên cho tiện. Và sau này cái chỗ này tôi muốn cải tạo luôn anh em. Sau này có con xe tôi sẽ cải tạo thành cái gara của riêng tôi luôn. Nên đi đây, đi lên đường này cho nó dễ. Rồi, và để tôi xem cất bớt đồ vô cái. Từ từ cái mod này nọ chưa cần thì cứ bỏ bớt vô đi. Rồi, đâu và xem. Cái motorcycle thì nó cần gì tôi quên mất rồi. Đây, mô tô. Đây, để tôi check nó luôn. Ồ, hình như có đứa nào hả ta. Tôi nghe tiếng nó, hình như nó mò tới nhà tôi sao ấy. Đúng rồi đó anh em, nhưng mà nó không có leo lên được. Đây, tiếp tục nha. Để tôi xem. Hai cái bánh xe đây. Litka battery và engine có hết luôn. Rồi, chế liền đi anh em. Đây, và tôi cũng xây luôn hai cái bàn chế này để xây cho lẹ luôn nè anh em. Motorcycle. Quá đã, 2 phút sau nhé là có một con xe xịn sò. Rồi, có vẻ là hoàn thành rồi đó anh em. Đấy rồi. Hay lắm. Ok, tôi nghĩ là nếu vậy thì thôi chiếc mini bike tôi sẽ cất trở lại vô nha anh em. Wow. Cái gì vậy? Chết mẹ, bị dính hàng rào kẽm gai anh em. Wow, đây chiếc này thì chắc để tôi mình chạy qua luôn được không ta? Chạy được nha anh em. Ok, để nó đây đi. Rồi, để tôi đổ xăng cho nó cái đã. Gas refill. Ok, và xem túi đồ của nó xem. Wow, túi đồ dĩ nhiên bự hơn nha anh em. 4 4 5 9 9 4 4 9 3 8 4 4 8 gì không nhớ nữa. Chết mẹ rồi, đi học lại bạn cuốn chương rồi anh em ơi. Rồi, để tôi xem. Ok, nếu vậy tôi nghĩ là sẽ đi qua luôn cái chỗ làm nhiệm vụ đi anh em. Nó nằm ở đâu vậy? Đây, 840 mấy mét kìa. Rồi, để xem cái đã. Khoan, đạn cũng đủ anh em ạ. Tiền để giao thương, xong rồi máu me này nọ đã có đủ. Trèo đèo lội suối luôn. Chiếc này thì chạy nhanh hơn chiếc kia thấy rõ. Anh em nào còn chê tôi nữa không? Mẹ, cái này là gái bu, coi như là như kiến anh em. Vừa rồi cái chiếc Charlie thì gái bu ít ít, gái tiểu học thôi anh em. Còn gái này là gái hạng sang anh em, cỡ Ngọc Trinh đi đua mô tô giang hai tay lấy xe của tôi mà chạy thôi.
Đây rồi anh em, Fay Motel. Ồ, ở nhà nghỉ định mệnh nha anh em. Ồ, nghe căng vậy. Để vô đây là gặp định mệnh đời mình hay sao? Không biết định mệnh hay địa mẹ đời mình nữa. Cáo chó gì đây? Đâu, để tôi xem dần nhiệm vụ xem. Ok, bây giờ thì túi đồ nó để đâu? Ủa? À, khách sạn là nó luôn cái căn nhà này chứ. Tôi cứ tưởng là chỉ có cái chỗ này thôi chứ. Hóa ra là đồ nó nằm trong đây nè anh em. Đây. Wow, và nó nằm ở trên lầu hả? Vô luôn. Wow. Ơi dạ. Chim. Chết mẹ, tại sao lại bắn hụt? Nó xuống anh em. Cái què vậy? Chim điên, chim. Mấy con chim này khó bắn vậy. Ờ, để nó đó đi anh em. Để tôi nhảy mẹ nó lên cho rồi đi. Để mình đi đột nhập cửa sổ đi anh em. Giống như mấy lần tôi đi rình gái tắm nè, cũng đi leo cửa sổ không à. Rồi cái chỗ này, mấy cái con này ngứa mắt, tao chơi liên thanh với mày luôn. Rồi phá ra. À, gì mà yếu ớt như vậy, mới đập cái hai đập cái là đó mà học xì dầu rồi không nổi. Bơi lên. Rồi, vô thôi. Tối quá. Cẩn thận tụi nó sẽ ùa ra nha anh em. Cứ cầm súng ra trước cái đã. Wow. À, đây rồi. Mấy thằng này thì không sợ. Ô. Thằng này cũng 4 phát mới chết. Đâu, và cái túi đồ nó nằm ở phía trên anh em. Đây tôi đã kiếm ra chỗ đi lên rồi này. Hay lắm. Đâu, và có đồ gì không? Có xi măng gì tôi cũng rã hết anh em. Ý. À, bên đây nè anh em, đây này. Mày vậy mày? Không sợ. Ây ê, ê, ê. Không đập ra bả đời không nể. Thằng chéo cái lăng rồi anh em. Mày vậy mày? Mày lăng. Mày lăng. Chưa chịu chết à bậy. Mẹ chơi mức nomad này mệt thiệt luôn anh em ơi. Wow. Ờ, nó nằm đâu ta? Đây, à đây, hình như là mình phải mình phải chui qua đó đó anh em. Okay, để tôi nhảy qua. Cẩn thận nha. Này có ai không? Ê, ê, đóng cửa lại giùm đi anh em. Mình làm phiền mấy nấy quá. Đấy, mình đi vô đây đi. Mấy người ta đang ngủ nghỉ mà anh em, giờ trưa mà. Đừng làm phiền, đừng có làm phiền nó. Má tôi lại quên đem bom với Molotov rồi. Đây, bây giờ mới lúc tới lúc làm phiền nè anh em. Bắn gãy giò không cho mày chạy luôn. Bắn mày. Ơ trời trời trời. Ui ui, chỗ này có chỗ nào nhảy xuống không? Đây rồi. Ê, có đổ dưới kìa anh em. Bang. Ờ, nhảy xuống luôn. Thôi chết tôi điểm. Ơi rồi thôi xong. Bắn ra đi anh em, nhảy xuống dưới. Ui, tôi bị tập kích, tôi bị phục kích. Bay. Bắn hết, không chữa cái gì hết em ơi. Bắn hết đi. Ô, cái chỗ này có chỗ chạy không? Hay lắm. Ui, thôi xong, chạy lên lại anh em ơi. Mày. Má thằng này lì quá. Ui, vừa chạy vừa uống máu. Tôi nhảy ra ngoài, đúng rồi, nhảy ra ngoài liền. Con mẹ gãy giò. Làm miếng máu vô anh em. Shit. Má, từ nãy tôi quăng bom, tôi quăng thấy mẹ tôi nó rồi, quên mất anh em ơi. Tụi bay xuống đi chơi, anh mày ra ngoài rồi nè. Ôi đi. Đây, ăn vô, bắn tầm xa anh em. Đây ra đây, tao lại chơi xuống luôn, mày gãy giò mày luôn nè. Giỡ mặt hả bà già bam ha. Vẫn còn một thằng ở trên đó. Má ơi ghê quá. Vãi cả nồi. À, tôi ăn một ít ban killer vô các anh em. Wow, nói vậy thì tôi nghĩ mình đi hướng này vô được đó anh em. Ok. Đây hồi nãy cái chỗ loot đồ, à nó rớt đồ luôn này anh em. Nãy mấy cái thùng đồ để đâu ta? Vitamin hả, quất luôn. Wow, có sách không, quên nữa. Đi làm nhiệm vụ mà tôi quên loot sách anh em. Cái này tại sao nó lại khóa lại? À, đường thông ra thôi. Ui, nó đập mẹ hư cái kẽm gai bên này luôn anh em. Đây, để tôi đi lên tôi loot cái đồ bên kia đã. Mấy cái thằng mập nó nổ banh nhà của ta rồi anh em. Cái thằng phá hoại mặt nồi. Đây, hay lắm. Có đồ anh em. Hay lắm. Ô,
Wow, chết mẹ tôi, lại đi về xong tôi thấy con siêu xe ngon quá, tôi lo tôi chạy, tôi lại quên đem mấy cái đồ mỡ rồi đem mấy cái lốc bít rồi. Tôi là danh nhậu đoạn không ai bằng. Sách. Ê, sách hình như ui, cô mẹ mày nè. Cô mẹ mày nè. Cô mẹ mày nè. Mày sao? Ủa, tủ này có ai không vậy? Không có ai hết, mày quá. Rồi phá từ từ nha anh em. Cái này thì lát nữa tôi cũng sẽ đập từ từ luôn. Má mệt vãi nồi. Shotgun Mitya. Má, tại sao shotgun tôi kiếm được được AK-47 dễ lắm mà sao kiếm shotgun khó thế anh em? Má, đây toàn được mấy cái bộ phận shotgun không mà có chế được đâu. Ô bánh xe à? Ờ đem về luôn đây, cái này lúc cần cũng kiếm không ra đâu anh em. Rồi nếu vậy thì gã thôi. Ok, đạn tiền. Cái này là gì ta? Rocket, để chế khẩu rocket cũng được. Ồ cái này cũng hiếm nè anh em, cái beaker này khá hiếm này. Bây giờ nó mới để vô cái túi cái lương đồ xịn này. Rồi nếu vậy thì vẫn chưa xong anh em. Nếu vậy thì còn đâu ta? Này đúng rồi. Mày chạy đi đâu cho thoát? Chạy đi đâu cho thoát? Què giò nè sắp ướp. Ồ bên đây có không? Ồ cái chỗ này là gì anh em? Chỗ này hình như là mở nắp quan tài hay sao ấy. Ủa sao lại có chỗ đi lên? Sao cái nhà này nó lạ kỳ như thế nào anh em ơi? Cái cấu trúc nó không ra cái hệ thống cống rãnh gì hết vậy? À cái chỗ này nãy tôi đi ra nè. Nếu vậy thì đi xuống nè đúng không? Không biết nó có căn này có hầm hay gì không ta? Đây ở dưới này đúng không? Đúng rồi anh em, mấy chỗ này gì? À nó có hầm này, biết ngay đây rồi. Ý các bạn đông thật. Thì đông thiệt là đông. Đây nè, đông thiệt là đông. Thiệt là đông luôn. Vậy là nhớ rồi nha, có căn hầm đây. Trong đây có ai không? Có này anh em, biết ngay mà. Phải lục soát cho hết. Chưa chịu chết. Well, lá cây giấy. Ồ, có một cái hầm nè anh em. Ồ, đứa nào đào xuyên hầm đi đâu đây? Chà, chắc đi trộm bộ hay đi má thục kho nhà băng của ta quá vậy ta. Cái này như nó vẫn là nằm. Nó vẫn nằm chung với lại bên cái căn nhà bên kia đó. Anh em vẫn đang trong chỗ nhiệm vụ hay sao nè. Vậy là dưới này có zombie. Đúng rồi anh em. Đây này, đỏ này. Hay lắm. Phát hiện ra mày rồi nha. Má cái này giống như một cái hầm mộ lắm anh em. Ồ, má đông vậy. Đúng rồi, đây quan tài không, hầm mộ là đúng rồi. Dạ bạn. Mình ở đây nè. Vẫn chưa xong. Wow, đập tới bao giờ đây? Đây lối đi lên nè anh em. Hình như là đi vô cái chỗ nhà bên kia đúng không? Wow. Ê mày rồi thôi xong né chạy té liền em ơi, té liền cho mày té luôn. Mày bắn bể sọ mày luôn. Mấy thằng này thì mấy đứa này đi đập đê mày nè, xuống đây chơi mày nè, lên level luôn em. Ồ đập thiệt lực này. Còn đứa nữa. Ê đứng yên mày, đứng yên tao coi tới nha. Má gì mặc xem tiếp màu gì hả bạn? Đen chui chùi lùi à. Má dơ quá, đi rửa giùm đi. Má như cái hũ nước mắm thấy ghê quá. Mày đè. À vậy là xong rồi anh em. Và kìa cái con cuối cùng nó nằm ở trên kia. Ở đây vẫn còn mà. Ủa kìa vậy. Má cái quét này chắc bị lỗi hay gì anh em ơi. Mày chạy đi đâu. Nhưng mà làm sao đi lên trên kia? Hãy có lối lên này đúng không? Đúng rồi anh em, đi vô căn nhà nãy này. Mẹ hóa ra nó thông nhau. Ok, mình đi lên trên kia đi. Má cái không hiểu sao tôi lại bỏ sót cái thằng trên này nữa. 13 mét chắc con chim á anh em. Đây, nó núp ở trong này. Đây này, một nam một nữ ở trong phòng riêng làm cái trò gì? Mày á mày. Hay lắm, có sách anh em. Sách gì đây? Vơ hai cổ hay lắm. Lại sách xe.
Có bia bọt gì không? Đây mỗi lần tôi nói có bia hay không là có liền anh em. Coi như là tổ đãi, tổ nhậu, tổ ăn nhậu đãi tôi rồi anh em. Ok, bây giờ thì chỉ việc trở về trader thôi anh em. Ok, mình đi về trả nhiệm vụ xem. Bây giờ là 6 giờ rưỡi, trader vẫn mở cửa và tôi nghĩ là trả cái quest này xong tôi sẽ nhận cái quest đi ban đêm á anh em. Đi restore power đây. Xem tier 4 nó khó cỡ nào. Đây, và nó cho tôi cái gì đây anh em? Vaccine Ratchet hả? Cái này cũng là để rã xe nè, nhưng mà chắc cũng không cần lắm đâu anh em. Tôi nghĩ là tôi sẽ Vaccine đi, rất là khó kiếm anh em, bởi vì tôi vẫn chưa kiếm được cái Crucible để chế. Rồi, nhiệm vụ Night Only nè anh em. 416m là gần nhất. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này đi. Ok, và bây giờ đang là gần 7 giờ tối. Ok, chờ một tí anh em. Tới đó rồi tôi sẽ đi nhận nhiệm vụ luôn. Rồi, lên đường. Đây anh em, cái chuyến này đúng như một chuyến đi phượt luôn anh em thấy không? Có một chiếc siêu mô tô, cũng như là giữa sa mạc đồng không mông quạnh, một mình một xe, một chiến mã. À chà, cái căn nhà này lạ quá ta. Đây cũng là một cái hotel Zumba gì nè anh em, quần què thế. Và 10 giờ luôn. Đây, để tôi đi nhận nhiệm vụ luôn đi anh em. Ui chà, căn đây thấy có vẻ cũng 4 sao nha anh em. Toàn là mấy anh chị sao đỏ không. Bạn nè, bạn chạy đi đâu? Bạn mắc vàng đúng không? Tôi nhận nhiệm vụ cái. Và trước khi vào mắc cái này ghê quá anh em. Trước khi vào tôi nghĩ là tôi sẽ cất bớt đồ lại đi anh em. Đây, mấy cái đồ này cất bớt hết lại đi hết đi. Rồi, ok, và vô đây hơi ghê cho nên là tôi sẽ record uống một cái tăng tầm xa cái anh em. Well, tôi nghĩ là tôi sẽ cái chỗ này rất cao anh em. Mình cũng tiếp cận từ trên nóc thử xem. Ok ha, tôi sẽ đi lên. Ủa quên, cái này đâu phải đi loot đâu anh em. Cái máy generator nó nằm ở dưới mà. Nó nằm ngay đây nè anh em. Và nó nằm ở phía dưới. Vậy là có tầng lầu, tầng hầm chứ lộn. Ôi, bạn ơi. Từ từ gái, làm gì mà manh động vậy? Có sau lưng không? Cái này mà bị nó bu là chết chắc anh em ơi. Má, buổi tối này kinh lắm. Thôi đi, tôi đi. Nó mở cửa sẵn cho tôi luôn, nó mời tôi vô luôn kìa anh em. Nó cố tình đấy. Well, chuẩn bị mọi thứ đi. Đâu, cái máy nó nằm ở bên đây, làm sao vào? Má, cái chỗ này đúng là khó thiệt chứ. Nội, cái kiếm đường đi cũng mệt nghỉ anh em. Tôi nghĩ là tôi dọn chỗ này đi không? Đây này, dọn đường cho anh mày đi. Đập bà nó có chỗ này đi luôn. Chết mẹ, gì 5.000? À không, tôi đập nhầm vô cái gạch ở dưới. Má tưởng cái hàng rào kiểm gai này mình 5.000, đập bút mùa luôn. Ok, chỉ cần một chỗ để chạy như vậy là được rồi nè. Ủa bị gì vậy? À, tôi đi vô cái hàng rào kiểm gai. Mẹ. Đâu, cái restore power này nó nằm ở dưới này là sao ta? Ô về đó, phải có cái hầm hay gì á anh em ơi. Vậy là không phải đi hướng này rồi. Ý. Chết bà rồi, nói vô kìa anh em. Chạy ra liền. Móc súng ra. Ui má, chạy ghê vậy. Ui má, chạy nó chạy ghê quá anh em. Con chó này nè. Thằng nào nữa. Ui. Mày á mày. Ui buổi tối nó chạy má giống như là lăn ba vi bộ luôn ấy. Má thằng này chơi hắt tóc rồi anh em ơi. Hắt speed rồi. Ê, cái này làm sao đi xuống ta? Phải có một cái chỗ đi xuống chứ. Tầng hầm của mày ở đâu? Chắc chỗ này quá. Tôi nghi lắm anh em. Thấy luôn. Đúng rồi, nó đây. Đi xuống, phàm những chỗ nào mà nó rào chắn là chắc chắn có đồ. Ê. À, nãy giờ tôi cứ sợ quá em ơi, phải nồi luôn. Ý, ở đâu vậy? Ở đâu thế? Đây, cái máy phát điện này hả? Ủa mất cái máy phát điện đúng là chỗ này nên nó bự phải nồi anh em. Nhưng mà làm thế nào đây? Chỗ này đã khóa. Tôi nghĩ là chắc đặt ngay đây quá.
Nó sẽ vào đây nè. Rồi làm sao đây? Chuẩn bị chạy, chuẩn bị chạy. Mấy cái máy bự này tới 15 giây rồi anh em ơi. Rồi ok. Where is it? Where is it? Where is it? Ghê quá. Ơi đâu có đồ đâu mà nâng cấp. Tôi định nâng cấp lên anh em. Không mày tụi bay không vô thì anh mày đi à. Anh mày tiếp tục đây. Cố lên 20 giây lận anh em chứ không phải 15 giây. Nè. Mày có cái nào xong cái mở cửa này nó mở ra chạy không anh em thấy chưa? Má tụi nó. Tụi nó đúng y chang anh em ơi. Má mày nè. Má mày nè. Mụ nội mày nè. Bà cha mày nè. Bắt tụi cái miệng tôi linh thiệt anh em. Nói cái là có liền. À và nó có đồ trong tay luôn. Lấy liền. À, có gì không? Sách military ok. Rồi còn cái thứ hai nó nằm đâu ta? Tôi nghĩ là nó sẽ nằm ở bên đây nè anh em. Nó cố tình để cái đường này cho mình đi. Hay lắm có đạn này. Ok. Hay lắm anh em ơi. 755 nữa này. Ê, tao băng. Mày sao? Mày thế nào? Nào mấy chú công nhân, cứ bình tĩnh. Ô cái chỗ này là phòng giặt lạ anh em. Đồ dưới này luôn này. Ê, chết cô mẹ rồi. Đứng đây mà xả thôi. Con chó điên, con chó điên. Vô. À, mới nói vú bự. Có nói rồi anh em ơi. Bắn thôi, bắn. Súng lục ra, bắn. Súng lục ra, bắn. Đập thấy mẹ mày luôn. Ủa má sao vãi thù anh em ơi. Đập cái đầu mà không chịu chết. Mày đứng dậy không? Ok là. Mẹ ơi. Tôi có kinh nghiệm chơi con game này cũng ok anh em. Mà mày mẹ vẫn bị nó tập ẩu, vẫn bị nó phục kích. Ôi nếu vậy thì cái chỗ đó nằm đâu? À cái này là cái máy phát điện lớn anh em, cho nên là chỉ làm một cái thôi. Còn cái quét tier 3 cũ là hai cái nhỏ. À vậy là xong rồi. Trời. Má làm tôi đi kiếm nãy giờ. Rồi vậy nếu vậy mình loot thôi anh em. Má lại đập mỗi tay nữa rồi anh em. Thêm một cái thùng điện tử. Đây lấy hết đi, đang dư tới đồ mà. Lấy hết. Mẹ cái con spider nó sùm quá anh em ơi. Để lát nữa tôi ra tôi khóa mỏm nó. Copper stone rock. Lấy về luôn. Rồi tiếp tục với sự nghiệp mẹ đập đá anh em ơi. Rồi để xem, hy vọng là có gì ngon xem. Mẹ có silver nút cũng được đây. Có đồ đồng bạc này đem về bán. Leading wool ok đem về hết đi. Rồi nếu vậy thì nói thiệt với anh em là bây giờ đường lên tôi không nhớ là đường nào nữa. À đây nó có đường lên này. Ok mình đi ra nhé anh em. Nào cho tao đi ra coi mấy học nội. Mình lại đi ra ngay cái chỗ bếp à. À nó đập cửa ngoài này nè anh em. Đây mời. À mở cửa thôi. Đây. Bắn bớt đây. Mày với mày. Khóa mỏ mày luôn. Hay lắm. Vô ngay cái chỗ. Đây coi xem có đoạn gì không. Thôi đi về luôn đi anh em ơi. Ơi tại sao lại mẹ đứng trong xe. Ý vậy. Đâu vậy. Hóa ra các bạn đứng ngoài đây để canh xe của mình nè. Mẹ chôm xe có tổ chức. Có tổ chức hả mày. Thôi dòng liền đi anh em. Má bây giờ tối quá. Hay là ngủ tới trời sáng anh em. Má giờ đi tối ghê quá. Ui Ghost Rider hả mày. Ghost Rider nè. Rồi ok anh em tôi nghĩ thì tập này sẽ tạm dừng đây nha. Thì tới sáng mới có thể trả quest cho thằng Trader. Giờ này thì anh đã đi ngủ mất rồi. Và tôi hy vọng là có thể lên tier 5 luôn nha anh em. Thì cái mục tiêu tôi làm như tôi nói anh em là để nó cho phần thưởng khá xịn anh em. Cho nên là tôi sẽ chơi thử lên cấp cao nhất luôn nha. Xong sau đó sẽ tiếp tục hành trình đi loot đồ và thủ chân máu thôi. Rồi ok còn bây giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại. Yeah.